Hello mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người về hai chiếc máy đan dây đang làm mưa làm gió hiện nay ha. Thì trên tay mình là chiếc máy đến từ thương hiệu Tulip. Tulip thì mọi người đã quá quen thuộc với các dòng kim đan, kim móc, xịn sò rồi ha. Mà hiện nay thì Tulip cũng đang rất là hot hit với bộ kim màu xanh dương, xanh chàm với giá tầm 25 triệu. Thì tất nhiên là bộ kim đó mình sẽ không bao giờ có thể có trên tay để mà review cho mọi người được rồi, cho nên là mình sẽ xem thử xem là với một mức giá cũng không quá cao thì cái máy đan dây này nó có thực sự xịn sò như là độ hot của nó không ha. Thì một chiếc máy như thế này mình mua với giá tầm 700 ngàn và được bọc trong các lớp bọc chống sốc như thế này ha. Và cá nhân mình thì mình muốn nó có một cái hộp cạc tông thì trông nó sẽ xịn sò hơn. Và ta-da, đây là chiếc máy đan dây đến từ thương hiệu Tulip. Thì mọi người có thể thấy là nó được bọc trong một lớp bọc nhựa có hai mặt và sẽ ghép lại với nhau như thế này ha. Và bây giờ mình sẽ thử bóc nó ra nha. Ở hai bên hông thì nó sẽ dán keo lại và mình sẽ bóc thử một bên, không phải cắt cả hai bên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy phần thân máy ra nha. Thì máy này cũng sẽ gồm có hai phần là thân máy và một cái phần để giữ sợi. Cái phần giữ sợi này thì nó có một cái chốt, mọi người sẽ ấn cái chốt này vào thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng trống và mọi người sẽ đưa cái phần sợi mà mình đã luồn qua phần lõi của thân máy và mình sẽ thả cái chốt này ra thì nó sẽ giữ cái sợi này lại ha. Khi mình ấn vào thì nó sẽ có một cái khoảng trống và mình để sợi vào, rồi sau đó mình thả ra thì nó sẽ giữ sợi của mình lại. Về phần thân máy thì nó cũng không khác gì so với các máy khác, nó cũng sẽ có 4 cái chốt, 4 cái móc, 4 cái móc, một cái cần xoay. Và khi mình xoay thì cái phần dây đang được á, nó sẽ rớt vào trong cái phần lõi và nó sẽ dựa vào cái lực hút của trái đất, nó sẽ dần dần được đẩy xuống ha. Còn đây là một cái máy Miu Miu, mình mua ở trên Shopee chỉ với giá 99 ngàn, là chưa có áp mã giảm giá nha mọi người. Và cái này là có rất là nhiều giá, nhưng mà mình mua Shopee nước ngoài ở cái shop rẻ nhất, cho nên là mình không chắc là cái này có phải là pha ke của các loại kia không nha. Và nó cũng sẽ có hai phần tương tự như nhau hết, thân máy cũng tương tự và phần giữ sợi cũng sẽ tương tự. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình test bằng sợi luôn nha. Thì ở đây là mình sẽ sử dụng là sợi gen Axin để mà mình test thử xem là cùng một loại sợi thì cái độ mượt mà của nó có giống nhau hay không ha. Thì mình sẽ test trên cái máy màu xanh này trước. Đầu tiên là sẽ luồn sợi qua cái phần móc này ha. Thì cái máy này mình đã mua tầm 2 tuần và đã cố gắng làm theo hướng dẫn để mà thử quay sợi rồi, nhưng mà không có lần nào thành công hết, cho nên là mình đã bỏ xó nó trước khi mà mình mua cái máy Tulip. Cho nên là khi mà quay lại thì mình có hơi lọng cọng một tí. Thì đầu tiên mọi người sau khi mà đã luồn cái sợi vào qua bên cái móc rồi á, thì mọi người sẽ thả cái sợi này vào cái lõi trước nha, để cho cái sợi này nó chui qua cái lõi và nó rơi xuống cái phần đáy của cái máy, cái thân máy ha. Nếu như mà mọi người sử dụng kim á thì nó có thể sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái kẹp, mình kẹp cố định lại cái phần sợi ở phía đáy nha. Rồi mình sẽ cho sợi đi qua cái móc thứ nhất. Cái móc thứ hai, mình sẽ không để sợi vào cái móc thứ hai nha mọi người, mà mình sẽ cho sợi bỏ qua cái móc thứ hai và đi thẳng tới cái móc thứ ba luôn, tức là cái móc đối diện của cái móc thứ nhất.
Ở đây thì cái máy này nó không có cho mình cây kim để mà mình khều sợi lên. Và cái lúc mà mình làm cái video này mình cũng không có suy nghĩ tới chuyện là sẽ dùng một cây kim để mà mình khều nó lên ha. Nói chung là lúc đó cũng không được thông minh lắm. Thì sau đó mọi người sẽ quay. Về cái phần hướng dẫn sử dụng thì mọi người có thể search YouTube ha. Tại vì cái này mình chỉ đơn giản là review thôi, không phải là hướng dẫn sử dụng, cho nên là mình sẽ hơi lướt qua một tí. Và khi mà mọi người quay thì ngay lập tức mọi người sẽ cảm nhận được cái sự lực khực của nó. Và nó hoàn toàn là không đẩy được sợi xuống dưới, mà nó bị kẹt ở trên luôn. Và bây giờ sẽ thử qua cái máy tulip nha. Thì các bước cũng sẽ tương tự như là mình sử dụng cái máy màu xanh kia ha. Thì cái phần móc để mà móc sợi qua ở bên ngoài này nè thì nó cao hơn, nên là mình đánh giá là xỏ sợi qua nó dễ hơn. Cái phần lõi thì nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến việc mà mình đưa sợi xuống cả. Mình vẫn có thể đưa sợi xuống được ha. Và khuyến khích mọi người là nên dùng một cây móc mà mọi người kéo sợi xuống thì sẽ nhanh hơn ha. Rồi cái phần sợi mà mình lấy được ở xuống đáy thì mình sẽ ấn cái chốt vào, rồi mình đưa sợi vào. Cái phần này lần đầu tiên mình làm nên nó hơi bị lỏng cọng á mọi người, chứ thật ra thì mình thấy là nó cũng không khó lắm đâu. Và khi mọi người thả cái chốt ra thì cái sợi nó sẽ được giữ lại. Và theo cá nhân mình đánh giá thì cái sợi nó được giữ lại bởi cái cục giữ của tulip á, thì nó chắc chắn hơn là cái kẹp móc của cái kẹp của máy màu xanh ha. Bởi vì cái kẹp á nó có cái khoảng trống á, cho nên là nó khá là dễ tuột. Còn cái này là nó giữ cứng ngắc luôn nha mọi người. Và sau đó mình cũng sẽ cho sợi đi qua cái móc thứ nhất, bỏ qua cái móc thứ hai, cho đi qua cái móc thứ ba, tức là móc đối diện của cái móc thứ nhất, bỏ qua cái móc thứ tư và quay lại cái móc thứ nhất. Rồi sau đó mọi người sẽ cho sợi đi qua tất cả bốn cái móc. Và để sử dụng cái máy này thì mọi người lưu ý là cái cục mà giữ sợi á, nó phải được thả tự do nha. Và mình sẽ thả tự do để mình quay thử nha. Thì đây là thành phẩm. Đây là lần đầu tiên mình quay thành công, cho nên là mình cái sợi của mình nó không có được mượt, nó vẫn có những cái đoạn đồi mồi. Nhưng mà nói chung là máy này xài ok hơn cái máy kia rất là nhiều nha mọi người. Và thật sự là không cam tâm, cho nên là mình sẽ làm thử lại với cái máy màu xanh một lần nữa để xem là có thật sự là do mình không hợp vía hoặc là do mình làm sai ở một công đoạn nào đó hay không. Và bây giờ mình sẽ thử mình để rơi tự do ha, và mình sẽ quay ha. Thì nó hoàn toàn là nó cũng không quay được nha mọi người, nên là mình sẽ để nó sang một bên luôn. Thì cái mẹo để mà mọi người quay được mà nó mượt hơn á, là mọi người sẽ cái phần mà cái cuộn sợi mà mình lấy sợi lên á, thì mọi người phải cố gắng để cho nó lấy lên một cách mượt mà, và mọi người quay từ từ thôi thì nó sẽ đẹp. Để mà so sánh hai chiếc máy thì một chiếc máy đến từ thương hiệu Tulip và một chiếc máy pha ke trên Shopee, hai cái giá nó chênh nhau gấp 7 lần thì nó sẽ rất là khập khiễng. Cho nên là tiền nào thì của đó thôi, ông bà ta nói không sai. Chiếc máy này thì mình chỉ mới mua tầm 2 tuần thôi, nhưng mà các cái phần kim móc này nè mọi người, nó đã bắt đầu rỉ rồi. Cho nên là mọi người à, nếu như mà để mà đầu tư, để mà làm hàng hoặc là làm một cái gì đó, thì mình vẫn khuyến khích là mọi người nên mua tulip nha. Thì trong hộp tulip lúc nãy có tặng thêm một cây kim móc như thế này ha. Thì cây kim móc này mọi người dùng để mọi người khều sợi từ trong các cái móc ra nếu như mà nó bị kẹt, hoặc là mọi người có thể sử dụng để mà làm một cái kim móc bình thường luôn, bởi vì size của nó khá là cơ bản, size 2.2mm. Và hy vọng là review của mình có ích cho các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bây giờ mình sẽ bye bye em máy màu xanh này đây. Bye bye.